Rồi nhà vườn thông mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một tác phẩm Hải Châu lá nhỏ nhà mình nha. Cái này dán trực một cốt nha mình. Cái này nhà vườn vô tay cành hết cho nó rồi. Cái này có mã số là 56 nha. Có cái hoành gốc này là 21 nha mình. Cây cao là 88 tính từ cái mặt chậu nha, lên tới đỉnh, tới cái đầu thân chính nha mình. Cây đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 45 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 2 triệu tư bao ship nha mình, không chậu nha. Cây dán trực thần lắc nha. Cây này về nhà mình chỉ việc lên cái chậu cho nó nữa là ok thôi, chơi thôi. Tay cành thì mình cắt tỉa cho nó gọn thoáng là được rồi. Nhà vườn đánh mấy cái cành rơi xuống nè. Hải Châu lá nhỏ nha. Nói chung săn phôi mà Hải Châu bây giờ còn cốt lớn lớn rất là hiếm nha mà. Cây rất chi là sung luôn. Xem tham khảo ân ý thì ủng hộ nhà vườn nha. Xem tin vui vẻ luôn. Rồi mã số 56, nhà vườn xin giao lưu cho tác phẩm này là 2 triệu tư nha, bao ship không chậu nha mình. Nói chung cây này cũng tầm bán thành phẩm rồi. Rồi nhà vườn xin qua tác phẩm này luôn.